lên hai tay nhá. Bắn chắc vào đi, vì tất cả chúng ta bây giờ là mỗi một hàng là một con thuyền ở một tàu rồi. Sẵn sàng chưa? Mà tàu này là phải vượt qua thì sóng và biển lớn. Đây là phù hô này. Sóng chưa? Cả trường hô một người là sô đâu. Thầy bảo sô đâu cũng sô đó, nhưng với một điều kiện là chỉ cần một bạn là 5 cân lên thôi. Bật ra ngoài cả hàng ở đây. Mà thắng chưa? Nói đi, vừa số vừa nói. Đó. Đó nó cứ đó 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 sóng chủ đó. Là sức trẻ, còn khối 9 là anh chị có tuổi rồi. Giờ tay hơi bé, bộ tay hơi bé, nhưng hãy tin thầy là gì, bộ tay là cực kỳ tốt cho sức khỏe các bạn. Ok, giải thoát được, giải tỏa được rất nhiều căng thẳng và áp lực. Vì thầy biết khối 9 năm nay là khá là áp lực, đúng không các bạn? Đồng ý không? Sao giật giật mà chẳng có tay gì cả. Rồi, cảm ơn các bạn. Đúng rồi, đây là lắng nghe đúng không? Bây giờ nháp luôn này, thầy đưa ký hiệu ra. Và các bạn thực hiện theo ký hiệu nhá. 3, 2, 1, 1. Lắng nghe là không có chuyện. Bây giờ thì nghe tiếng gió thôi. Và nghe tiếng chim trên kia rồi. Rồi, ký hiệu này là gì ạ? Yên lặng. Nói bằng tiếng Anh là listen to me. Và be quiet. Yes. Nếu các bạn từ 3-1 trong vòng 3 giây lớp nào nhanh nhất xếp thẳng hàng màu đẹp nhất là 3-1. Chưa quan sát bây giờ. Wow, rất nhanh. Rất nhanh luôn. Đó. Hôm nay các bạn thấy các bạn mình đẹp hơn, mình chuyên nghiệp hơn. Nhưng mỗi một ngày chúng ta làm thế là tuyệt vời rồi. Và bây giờ các bạn có muốn chơi trò chơi không? Cho có thưởng luôn. Và nhờ cô tổng trách trường mình là cô hay thầy tổng trách à? Cô đúng không ạ? Cô tên là gì con? Cô gì ạ? Cô Ngân, xin mời cô Ngân đâu ạ? Cho cô Ngân một tràng vỗ tay thật đẹp. Vỗ đây, vỗ tay đây. Thân máu lên.
thì hôm nay là tháng này, tháng chủ nhiệm về thầy cô và cha mẹ đó, thì sẽ là cộng cho lúc đó là 500 điểm về tháng cha mẹ đẹp.